Đoàn Tất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay buổi chiều tối của ngày 11 tháng 7 năm 2024. Hiện tại bên xưởng em đang dựng xong sản phẩm đồng hồ cây đàn để chuẩn bị bàn giao đến cho gia đình nhà chú Đông ở khu vực Lý Nhân, Hà Nam coi nhá. Sau khi trao đổi cũng như là gửi hình ảnh thực tế ở tại xưởng cho gia đình nhà chú cũng rất chịu đồng ý những dòng sản phẩm đồng hồ cây bên thị trường bên xưởng bên em. Thì chúng ta quyết định chọn sản phẩm đồng hồ cây đàn để lắp ráp cho gia đình nhà mình. Thì bên em đang có 3 loại là đồng hồ cây đàn này. Đấy, em có gửi cho chú đồng hồ cây đàn cao 1m7, rộng 1m75 và sâu cao 1m75, rộng 72 và sâu 45 phân. Và đồng hồ chim đại bàng cao 1m8 cũng rộng 72 và sâu 45. Và một đồng hồ là đồng hồ cây hoa lá tây. Đây, hoa lá tây em đang để ở đây. Đấy, đây hoa lá tây. Đấy, là 1m7, rộng 72, sâu 45. Thì ba cây này cũng na ná là giống nhau thôi. Bạn chú thì chơi cây đồng hồ hoa lá tây rồi thì chú cũng xem được sản phẩm, nhưng mà chú lại yêu thích đồng hồ cây đàn hơn, bởi cây đàn nhìn họa tiết hoa văn nó được nổi và bắt mắt hơn. Cây này thì BM làm bằng chất liệu gỗ hương đá là của Nam Phi 100% coi nhé. Cái sản phẩm của xưởng BM hoàn thiện cái độ bóng cũng như là hoàn thiện khí càng, cái lớp sơn và cái khâu hoàn thiện không có sơ rác gì cả. Mọi người có thể nhìn thấy cái độ bóng của xưởng BM rất là đẹp. Sơn của bên em có độ bóng cực kỳ là cao. Sơn này là sơn tốt nhất trên thị trường coi nhé. Không có đơn vị nào dám sơn cái độ sơn như thế này cả. Để làm cho cái bộ bàn ghế hay là các cái dòng đồng hồ gỗ được đẹp thì đây sẽ là sơn đẹp nhất mà bên xưởng em tích hợp lên. Vân của cây này thì em chọn cho chú là cái cây vân rất đẹp luôn. Tuyển vân chọn gỗ từ cái khâu mọc rồi, do đó khi mà dựng lên như này, các anh nhìn thấy đường nét họa tiết hoa văn vân rất đẹp luôn. Ở khu vực này thì em đang quay khu vực buổi chiều tối. Các anh nhìn thấy buổi chiều tối đây. Chiều tối thì trời đang có dông ở khu vực ở phía bên Hà Nội đây, các bạn nhìn thấy này, đấy đang dông rất là gió rất là to. Thì ở đây thì là bên xưởng bên em sẽ ngày mai sẽ có xe chuyển đến cho gia đình nhà chú. Em xin quay lại vài phút video nhé. Cao là 1m75, rộng là 72, sâu là 45 cm, chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi. Đấy, vành yếm dạ của bên em là dày 3 cm coi nhá. Yếm dạ dày 3 cm, có đục họa tiết bát vát đi, chữ yếm là xẻ khúc gỗ 3 cm trở ra. Đục có chỗ mỏng đi, có chỗ là 33 phân là dài nhất. Họa tiết sẽ là họa tiết hoa bông hoa hồng. Đấy, bông hoa hồng nhá. Họa tiết hoa hồng kết hợp với hoa lá tây. Mặt sẽ là mặt tròn, phụ kiện là lắp phụ kiện bằng nhôm, mạ màu đồng, máy Sunny điện tử của Hàn Quốc, bảo hành máy 1-1 trong vòng 3 năm. Rất đẹp luôn, phụ kiện các thứ này. Thân bệ chân đều bằng chất liệu gỗ hương đá nhá. Phần vách hồi của bên em là vách hồi gỗ tự nhiên 100% là gỗ hương đá. Bên em không làm chất liệu gỗ khác. Bên em sẽ quay cho các phần sau lưng. Đây là phần sau lưng của xưởng bên em, rất đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy này. Một tấm gỗ hương đá bên em xẻ ra để làm một cái khúc, một cái phần thao như thế này. Và khuôn bóng đầy đủ các bác nhá. Các bác sờ vào hàng của xưởng bên em. Nếu mà cảm thấy hàng xưởng bên em không mịn màng, các bác phải trả về ngay nhá. Bởi vì hàng bên em cam kết với các bác là sờ vào phải mịn màng. Hàng bên em mặt sau phun bóng không khác gì mặt trước của các xưởng khác. Đúng không ạ? Mặt sau này thì bên em chỉ kém búng một lớp sơn so với mặt trước thôi, chứ còn đâu đó bên em bắt thợ là làm phải y hệt chuẩn chỉ giống như mặt trước giúp em. Đấy, chúng ta phun bóng không có thiếu gì cả. Đấy, các phần hồi này là 100% là giống mặt trước này, còn sau chỉ có phần hậu này bên em bớt đi một lớp thôi, còn đâu đó là bên em không có thiếu gì các bác cả. Đây, các bác sờ vào rất mịn màng, độ bóng của nó cao, đúng không? Rất mịn màng luôn. Mọi người có thể để ở tất cả các khu vực phòng khách hoặc là các khu vực ở phòng cầu thang mà chúng ta vẫn nhìn được mặt sau thì nó vẫn sẽ đẹp rồi nhá. Ở phía bên hồi là bên em lắp máy Sunny và có một cái cánh cửa mở ra mở vào đây. Các bác có thể cầm tay nắm này giật ra này. Và em lắp rất chắc luôn. Máy Sunny nhá, các bác kêu chuông này đó. Đây em lắp hai pin rồi. Chuông nhá, nhạc nhá. Đó, các bác thích gì cũng được. Thông thường thì em sẽ để nhà chuông không thôi, là em gạt xuống dưới cùng. Đó, nó chỉ chuông không thôi. Các bác thích thì gạt lên trên cùng. Nó sẽ là nhạc. Các bác thích ở giữa thì nó sẽ cả nhạc và chuông. Đó, thông thường em để là mức cuối cùng để cho nó có chuông, các bác dễ kêu. Thanh nắc đắc rất đều luôn. Và toàn bộ bên trong bên em phun bóng đầy đủ hết. Các bác sờ nhỉ. Các bác sờ phải sờ về hàng bên em, hàng trên thị trường các bác cam kết với các bác là hàng khác hẳn nhau 100%. Cũng là một cây đồng hồ cây đàn như vậy, nhưng khi mà nhận được hàng xưởng bên em thì nó hoàn toàn khác biệt. Nó nâng tầm cây sản phẩm lên đồng hồ rất chìa cao. Sản phẩm này thì bên em bảo hành cho bác là 3 năm 1-1 máy. Gỗ bảo hành là 15-25 thoải mái luôn. Riêng phần gỗ hương em bảo anh thoải mái cho mọi người, các bác dùng cứ thoải mái luôn. Bên em có rất nhiều cái dòng sản phẩm khác như đồng hồ tứ trụ này 2m3, đồng hồ tứ trụ 2m1,
tủ rượu, tủ góc, một góc 60, góc 70. Đồng hồ chim đại bàng. Đó, tứ trụ. Rất nhiều luôn, tứ trụ thì vô bàn rồi, đúng không ạ? Rất nhiều luôn các mẫu tân cổ điển. Đấy, mới. Tứ trụ có 2m1, 2m3, 2m5, 2m7. Rất nhiều luôn, đồng hồ cây cô tiên. Đây cô tiên này, cô tiên này là cô tiên hàng sửa lại của khách hàng, màu rất chìa tối các bác nhá. Ở gia đình nhà chú có thể xem cái cây mà bạn chú xem ấy, bạn chú dùng ấy, nó cũng màu hiền như này. Đây màu bên em mới phun xong nhìn hoàn toàn khác biệt, đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn gia đình nhà chú Đông đã tin tưởng đặt hàng bên xưởng bên cháu và chúc gia đình nhà chú năm mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.